个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。OK, yes sir, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với channel Beerussian của mình. Thì OK, mở đầu thì ngày hôm nay sẽ là bài kiểu như tâm tình của Nam Cocaine, aka Nam Ly. Yes, nói chung là Nam Ly là một người khác mà Nam Cocaine là một Nam Cocaine là một người khác anh em ạ. Hai con người hoàn toàn khác nhau luôn. Với mình như thế luôn. Nếu nói để nói sâu hơn thì nếu anh em nào chắc là nhiều anh em sẽ mới biết đến Nam Cocaine. Còn anh em nào hay nghe rap thì đã biết Nam Cocaine chính là Nam Ly của Tây Nguyên Sao ngày xưa. Từ xưa. Nhưng mà mình cũng khá đặt dấu chấm hỏi là tại sao Nam Ly ngày xưa gắt thế mà tại sao sinh ra trong tương lai cái sự nghiệp của ông này lại đổi sang vừa là cả biệt danh mà thậm chí là cái thể loại ông này theo nó cũng khác cơ anh em. Ảo như thế đấy. Đấy thì nhưng mà nó lại thành công anh em ạ, nó thành công, nó kiểu dị độc, nó lạ. Nó cũng kiểu kiểu như Phan Anh đấy, nhưng mà nó hơn Phan Anh được một cái là cái cách đi flow nó cuốn hơn. Với mình là cá nhân mình như thế. Ok anh em, thôi sẽ không nói nhiều nữa, vào nghe luôn nha, kiểu như tâm tình. Tò mò quá. Chỉ cần nhắm mắt là cơ thể lại chạy dập đầu, và chắc cần nắm bắt cảm hứng tuôn không ở vài ba câu. À đêm đây ngắm trăng, anh như nhà thơ như Xuân Quỳnh, The Rock và dòng văn, anh chỉ đang kịch như tâm tình. Và thằng còn cảm hứng đã tan vào không gian, viết tên em lên trên cái tim này, vì người đã từng đến bên như là công an, xiềng xích nỗi nhớ anh nơi cái tù đây. Và anh đâu hay, anh đâu biết, cả em đang trong tay ai người kể. Và anh chỉ một thôi này đâu shit. Và như từ ngày an là cái chi mô đồ tê. Bao nhiêu câu hứa là thề, dường như hai anh Tuấn vì anh hứa vào tháng tư. Giờ thì em nói là thịt bò, sao được với trứng nên không cần phải giá đu. Anh thì cũng đoán được là không phải quang sáng, không cần chiếc lược ngà, mà em cần y tám đi dạo cho mượt mà khoai hơn tí toán nên anh đã trượt đà. Hey. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đâu. Với trái tim lạnh băng, no 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 no. Yeah. I'm like just a thing, never know, never know. Em cứ tạm dừng lời cao. Anh không muốn phiền, nhưng anh đã thấy em uống với ai hai ba ly liền. Xong anh nhắn tin rằng là tối em qua đi kèm. Em đã quăng anh như là con đường để mắt bị lèng. Anh đã trông thấy ở dưới nhành hoa giấy em đã đứng và chờ ai. Xong anh ta đến tặng cái kẹp tóc hình bất thật phần like. Và ngay giây phút ấy anh cũng đủ hiểu là mọi thứ đã mở file. Chỉ còn lại với anh, chỉ một mình anh ở trong tiếng thơ dài. Yeah. Cửa chốt và then cài, đóng lại chuyện tình ái và lâu đài. Yeah. Giờ nó chỉ hợp vào thách thức danh hài. Yeah. Không thể để âu lo trên vai. Yeah. Bữa đang khẽ rơi bên ngoài. Yeah. À có lẽ là anh nên viết thêm bài. Yeah. Rồi anh ngủ xong anh dậy và vươn vai. Yeah. Để anh quên là đã từng vấn vương ai. Anh đã không tin khi tiếp nhận thông tin đã khiến anh ngỡ ngàng. Rất ngỡ ngàng. Một túp lều tranh, hai trái tim ở trong lúc cơ hàng. Ở cơ văn hàng. Có lẽ đã sai khi anh tin một lời ca của anh Mr. Đàm. Nên giờ mới suy xem hoài linh như ông nhếch cơ hàm. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đâu. Với trái tim lạnh băng, no 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 no. I'm like just a TC, never know. Đang cứ tạm dừng lời cao. Mùa thu năm ấy, anh như chiếc lá xào xạc, nghe trời gió bên lề. Nỗi đau này anh giấu kín. Fuck my wife. Em đã bên ai rồi, sao còn chờ đợi mà không về. Đâu mà thằng ta đi rồi man. Nam Cocaine AKA vừa A Dình, chỉ là kiểu như đang tâm tình. Vậy thôi.
mà vẫn vậy, nghe vậy hảo thật đấy. Cách biểu diễn ok, cách quay thì không nói, cách quay rồi làm video nó không khác gì là một cái video mình đi hát karaoke ngày xưa rồi, nó chạy chữ luôn. Không phải ngày xưa ngày nay nó cũng thế, ảo thật đấy, nhưng mà cái giai điệu nó hay, nó cuốn thật sự ạ, nó mất ảo xa man. Năm, tức là cái đoạn này kể cả vào cái tiếng bắt đầu tiếng beat nổi lên nhá, ông hát ok năm cocaine là mình bắt đầu cũng thấy giống kiểu là phê phê như đây rồi đấy, mẹ ảo thật đấy. Chỉ cần nhắm mắt là cơ thể là chạy ra flow và chẳng cần nắm bắt, cảm hứng tuôn không ở vài ba câu. Ở đêm đây ngắm trăng, anh như nhà thơ như Xuân Quỳnh, drop dòng văn, anh chỉ đang cần những tâm tình. Một tháng của cảm hứng đã tan vào không gian, viết tên em lên trên cái tim này. Vì người đã từng đến bên như là công an, xiềng xích nỗi nhớ anh nơi cái tù đây. Và nói đến đoạn công an, anh em nghe nghe kỹ cái tiếng beat của nó, cái tiếng khi công an đến đấy anh em, ảo thật đấy. Anh đâu hay anh đâu biết, cả em đang trong tay anh người kề. Và anh chỉ một thôi này đâu shit. Và như từ Nghệ An là cái chi mô đồ tê. Mình người Nghệ An anh em. Anh đâu hay anh đâu biết, em đang ở trong tay ai kề. Và anh chỉ một thôi này đâu shit. Và như từ Nghệ An là cái chi mô đồ. Và anh chỉ muốn thốt lên oh shit như từ Nghệ An cái chi mô rt, đúng mà một cười đã chịu được. Ok, nếu mà một số anh em mà mình thường là miền Bắc, thường là miền Bắc sẽ là không hiểu chi mô rt hoặc là chi mô răng rửa kiểu rửa là chi đỏ, mô là đấu, rửa là đỏ, tê là kia. Đúng rồi. Thế anh em dạo này mình có cái bài chi mô răng rửa, nghe phát biết biết nghe phát biết anh em 37 ấy, ở trên TikTok ấy, ngày nào mình đi làm mình lên kho mình cũng hát cái câu đấy, nghe lại cái câu này chi mô rt của ông này trong bài mình buồn cười vãi linh hồn. Chứ phải nói bài ông này cuốn đấy nhá, tức là anh em cứ phải hiểu là nó lạ ở mức độ là tất nhiên cái nội dung nó không rõ ràng, thứ hai phong cách biểu diễn cách quay MV nó cũng dị, thứ ba là cách đi flow của ông này nó lại cuốn, nó lại như thế, nó ảo như thế, cho nên là cũng không biết là lý do tại sao. Thường thường là một tác phẩm khi làm thì phải có đầy đủ tất cả mọi yếu tố thì mới gọi là một bài hay, nhưng mà mình từ đặt câu hỏi từ những cái bài truy lùng là từ tuy là nó nội dung hay cách quay MV nó không được đặt chuẩn, nó không phải là tiêu chuẩn của một tác phẩm, nhưng mà với cái kiểu này tại sao nó lại khiến cho mình không biết các bạn thế nào, khiến cho mình càng nghe càng cuốn mà càng nghe càng càng hay, nó ảo thế. Thì giai điệu nói chung là mình không muốn cắt ngang hay là muốn ngừng ở cái chỗ nào của bài hôm nay luôn. Bao nhiêu câu hứa là thề, dường như hai anh tuấn về hẹn hứa vào tháng tư. Giờ thì em nói là thịt bò, sao được với trứng nên không cần phải giá như. Anh đây cũng đoán được là không phải quang sáng, không cần chiếc lược ngà, mà em cần Y8 đi dạo cho mượt mà, mà khoai hơn thi toán nên anh đã trượt đà. Hey. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đầu. Này cái đoạn này hay anh em này, đoạn này hay cực hay luôn. Y8 đi dạo cho mượt mà khoai hơn thi toán nên anh đã trượt đà. Chuẩn bị anh em nhá, đây đoạn này này, đoạn này mình thấy có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đầu. Với trái tim lạnh băng, no 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 no. Thế nghe em cái đoạn này mà nó cuốn dã man luôn. Khoai hơn tí toán nên anh đã trượt đà. Hey. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh không đau đầu. Với trái tim lạnh băng, no 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 no. I'm like just a PC, never know. Mày có tạm dừng lời cao. Ảo thật đấy. Anh không muốn phiền rõ, nhưng anh đã thấy em uống với ai hai ba ly liền vã. Sao anh nhắn tin rằng là tối ngày hôm qua đi kèm.
Mẹ thế có hề anh em có cái đoạn này mình cũng muốn nói vãi luôn anh em ạ, không phải nói theo video đâu mà mình nghe xong câu đây mình muốn nói vãi luôn. Sao anh nhắn anh đã thấy em uống với ai hai ba ly liền vãi. Sao anh nhắn tin rằng là tối ngày hôm qua đi kèm em đã quăng anh như là con đường để mắt bị lệch. Anh đã trông thấy ở giữa nhành hoa giấy em đã đứng và chờ ai. Sao anh ta đến tặng cái kẹp tóc hình bất thật phần like. Và ngay giây phút ấy anh cũng đủ hiểu là mọi thứ đã mở file. Chỉ còn lại với anh, chỉ một mình anh ở trong tiếng thơ. Mẹ ông này còn có những từ đủ hiểu. Chúng ta thường là đủ hiểu đúng không? Ông này ông nhấn ông luyến thành đủ hiểu. Em thề luôn nó hài đến từng chữ luôn anh em ạ. Buồn cười vãi. Chỉ còn lại với anh, chỉ một mình anh ở trong tiếng thơ dài. Yeah. Cửa chốt và then cài. Đóng lại chuyện tình ái và lâu đài. Yeah. Giờ đã chỉ hợp vào thách thức danh hài. Yeah. Không thể để âu lo trên vai. Yeah. Bữa đang khẽ rơi bên ngoài. Yeah. À có lẽ là anh nên viết thêm bài. Yeah. Rồi anh ngủ xong anh dậy và vươn vai. Yeah. Để anh quên là đã từng vấn vương ai. Anh đã không tin khi tiếp nhận thông tin đã khiến anh ngỡ ngàng. Rất ngỡ ngàng. Một tấm lệch tranh, hai trái tim ở trong lúc cơ hàn. Cơ văn hàn. Có lẽ đã sai khi anh tin vào lời ca của anh Mr. Đan. Nên giờ mới suy xem hoài lên nhau nhích cơ hàm. Có những lúc nghĩ suy chỉ khiến anh trong đau đau. Với trái tim lạnh băng no 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 no. I'm a light just a TC never know. Mày cuốn thật sự rồi. Anh tạm dừng lời cao. Một thu năm ấy, anh như chiếc lá xào xạc. Mẹ đoạn đoạn cuối này giống kiểu freestyle anh em, đoạn cuối này thề luôn ông này từ cách vừa diễn tất cả mọi thứ nó dị, nó buồn cười dã man, buồn cười vãi linh hồn ạ. Nhưng mà mặt ông này được cái biểu diễn với cái bạn ông này duyên được cái thế mà thứ và cái thể loại ông này theo thì đúng là nó như Phan Anh luôn. Nhưng mà ông này được cái là như Phan Anh ấy thì flow của Phan Anh mình không thích lắm, flow của Phan Anh nó không cuốn. Nhưng mà flow này cuốn, cách đi flow này rất rất cuốn, cách setup câu chữ, setup đi từ đầu bài nó rất hợp lý anh em ạ. Nghe 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 nó kiểu catchy, nghe kiểu nó bị cuốn theo, nó dã man lắm. Ảo thật đấy, mình bảo mình ảo. Nỗi đau này anh giấu kín. Fuck, fuck my fight. Em đã bên ai rồi? Sao còn chờ đợi mà không về? Người ta đã đi rồi man. Nam cocaine AK. Flow cuốn dã man, đéo hiểu. Nhưng mà ông này hay thật. Một like. Yes. Ông này quá là ảo luôn, 2 ngày 169.000 phải nói dị dã man, kể cái bài truy lùng này nó cũng ảo anh em này. Hay, ảo nhưng mà hay, lạ nó dị. Ok anh em. Mình đã reaction xong bài kiểu như tâm tình của Nam Coke. Yes, cùng là Nam Ly đấy anh em. Thì đây tất cả chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, mình cảm thấy như thế. Nhưng mà được cái là ông này tác phẩm của ông này nghe hay, cuốn, cách đi flow nói chung cái flow này mình rất nghiện luôn. Từ kể cả phiên bản Nam Ly hay là Nam Coke thì đều là các cách đi flow mình xem từ lâu rồi, mình xem Nam Ly từ lâu. Cực kỳ nghiện cách ông này đi flow luôn. Quá tuyệt vời. Nói chung là nhưng mà vẫn chưa hiểu tại sao nó vẫn cuốn như thế, cho dù là nội dung này cách quay hay tất cả mọi thứ nó phải là chưa phải là cái gì đó nó quá chuyên nghiệp đấy anh em. Ok, mọi người đừng quên hãy ủng hộ mình bằng một lần đăng ký anh em nhé. Yes, lời nói đầu tiên mình quên mất, mình quên 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 mất thủ tục. Lời nói đầu tiên là cảm ơn anh em xem phần reaction này của mình. Lời nói thứ hai là mọi người đừng quên hãy ủng hộ mình một lượt đăng ký, một lượt like. Và anh em hãy comment ý kiến anh em ở dưới anh em nhá. Ok anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.